Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài luyện tập tiếp theo để nhận biết về các chữ số 1, 2, 3, 4 mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua nhé. Phần luyện tập ở đây là bạn hãy nối số với hình có số lượng tương ứng. Ở đây chúng ta có các đối tượng là con gà, con chó, con lợn và con vịt đúng không nào? Rồi, chúng ta cùng nhau đếm nhé. Trong ô thứ nhất chúng ta có một con gà đúng không nào? Ô thứ hai các bạn đếm 1, 2 con chó. Ô thứ ba 1, 2, 3, 4 con lợn. Và ô thứ tư là 1, 2, 3 con vịt các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập nối nha. Một con gà sẽ nối với lại chữ số mấy nhỉ? Đúng rồi, chữ số 1 nhá. Các bạn sẽ cùng nhau lấy bút để nối. Chúng ta có thể dùng tước kẻ để cho nó thẳng hơn. Được chưa? Không tước kẻ, chúng mình phải cố gắng kẻ thật thẳng nhé. Ok chưa? Tiếp theo là 1, 2 con chó. 2 con chó đối với lại chữ số 2. Tiếp theo mình có 1, 2, 3, 4. 4 con lợn tương ứng với lại chữ số 4 các bạn nhé. Và cuối cùng là 1, 2, 3. Tất cả có 3 con vịt. 3 con vịt sẽ được nối tương ứng với lại chữ số 3 nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Còn một con vật nữa chưa được nối đúng không? Các bạn biết là con vật gì nhỉ? Đúng rồi, đó là chú ếch ở dưới này. Chúng ta thấy chỉ có mấy chú ếch đây. Một chú ếch thôi đúng không nào? Mình nối với chữ số 1 nha. Vậy là mình đã hoàn thiện xong rồi. Các bạn sẽ ôn tập lại bài tập cho mình từ bài số 1 đến bài số 4 nhé, để chúng ta nhận biết được chính xác nhất có thể các bạn nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên là ấn like và subscribe kênh của mình để chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ một video nào trong thời gian tới nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.